Bất ngờ chưa, Hương Tràm tuyên bố tạm ngưng ca hát, tại sao lại réo tên Chibu? Sau tuyên bố tạm ngưng sự nghiệp cây sóc của Hương Tràm được công bố, cái tên Chibu một lần nữa được cộng đồng mạng réo gọi. Mới đây, Hương Tràm đã khiến fan hâm mộ vô cùng bất ngờ khi tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ca hát để theo đuổi ước mơ du học Mỹ từ bé. Giọng ca Duyên Mình Lỡ chia sẻ với khối lượng công việc hiện tại của cô, không thể nào cân bằng giữa cuộc sống công việc. Những áp lực mỗi ngày khiến nữ ca sĩ không thể nào hoàn thành được những yêu cầu cuộc sống. Cô thường xuyên mất ngủ do áp lực, dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần suốt 5 năm. Chính vì điều này, nữ ca sĩ quyết định tạm ngưng sự nghiệp ca hát vài năm để thực hiện hoài bão du học Mỹ, tiếp tục con đường học vấn dang dở trước đó. Có thể do nhiều nguyên nhân, Hương Tràm mới đưa ra quyết định không mong muốn này với cả nữ ca sĩ và người hâm mộ. Nhưng lần nữa, cái tên mà luôn đi đôi với Hương Tràm mỗi khi hai bên ra mắt sản phẩm âm nhạc hay phát ngôn bất cứ điều gì lại được nhắc đến không ai khác ngoài nàng cám Kibu. Cả hai cô nàng được xem là đối thủ của nhau khi trước đó đã có những phát ngôn không hay về nhau. Dù Hương Tràm được đánh giá tốt hơn ở khả năng thanh nhạc, nhưng Chibu lại chính là nữ hoàng tạo drama. Mới đây, cô nàng còn vô cùng thành công khi chính thức chuyển mình theo dòng nhạc ballad với Anh Ơi, Ở Lại, vô cùng thu hút khán giả từ cả nốt truyện lẫn ca từ bài hát. Theo dòng nhạc ballad cũng là trực tiếp đối đầu với Hương Tràm. Nếu là một fan hâm mộ của một trong hai nữ ca sĩ thì chắc chắn ai cũng sẽ biết câu chuyện đầy drama giữa Hương Tràm và Chibu. Khoảng thời gian đầu, Chibu đi hát đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả. Không những vậy, việc Chibu tuyên bố cầm mic là sẽ thành ca sĩ cũng nhận nhiều gạch đá từ phía đồng nghiệp. Đặc biệt là sự gây gắt từ Hương Tràm. Trên trang cá nhân, Hương Tràm từng cho rằng không thể gọi Chibu là ca sĩ và không chấp nhận được việc cầm mic là có thể trở thành ca sĩ. Người ca sĩ đáng được tôn trọng và rèn luyện hơn nữa. Tuy nhiên, khán giả đang chờ đợi một màn phản pháo từ sản phẩm mới của Hương Tràm thì cô nàng bất ngờ tuyên bố tạm ngưng sự nghiệp ca hát. Chính vì nguyên nhân này nên cộng đồng mạng được dịp gọi tên cả hai bàn tán thêm lần nữa. Chibu đang lên, chị đừng lo, chị Chibu sẽ nỗ lực cống hiến cho âm nhạc luôn phần của chị trong thời gian này, chị cứ yên tâm du học nhé ạ. Nếu Hương Tràm thật sự muốn dành thời gian nghỉ ngơi và du học thì có thể đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng nếu ra mắt sản phẩm mới trước khi tạm ngưng sự nghiệp thì còn phải hít drama của cộng đồng mạng dài dài vì chắc chắn sẽ được nhắc đến cùng Chibu.